Audio Jungle. Audio Jungle. À, xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Loan, là giám đốc công ty thứ bảy không gian An Hoàng Thành. Hai ngày nay mình tham gia cái chương trình quảng cáo Google AdWords nâng cao của anh Nghĩa. Thì mình có một số nhận xét như thế này. Anh Nghĩa rất là nhiệt tình chia sẻ những kiến thức về quảng cáo Google mà trước giờ mình chưa được tiếp cận, mình chỉ học được những cái cơ bản thôi. Thì anh Nghĩa có một cái kiến thức rất là chuyên sâu và hiểu rất là rõ về cơ chế hoạt động của Google. Mình rất là thích học những lớp như thế này. Ngoài những kiến thức sâu như vậy, anh Nghĩa còn đưa ra tư vấn những chiến lược cho chủ làm sao để tối ưu hóa và hiệu quảng cáo đạt được cái hiệu suất và hiệu quả tốt với doanh nghiệp. Anh Nghĩa rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ, năm học rất là vui. Hy vọng rằng là sau cái buổi học này mình về mình áp dụng và nó mang lại một kết quả nhất định cho mình, giúp công ty mình phát triển hơn. Đặc biệt là sau cái lớp học mình có một cái cộng đồng, anh Nghĩa sẵn sàng hỗ trợ những cái về kỹ thuật khi mà mình trong quá trình mình làm mình có bị vướng mắc. Cảm ơn Nghĩa rất là nhiều. Từng bước cụ thể như thế nào, từ lúc chọn từ khóa lên chiến dịch, rồi cái cách thực sự là trong 2 ngày vừa rồi, thời gian rất ngắn.